Làm bất cứ một việc gì, tôi đều phải suy nghĩ, suy trước, tính sau. Với cái bản chất của các bạn như thế, thì tôi hỏi rằng, bao giờ các bạn về được Việt Nam? Bao giờ các bạn đã đánh đổi được Cộng sản? Tôi là một người dân, không phải là người đảng viên Cộng sản, chỉ là một người lính bình thường. Như các bạn đấy, bên tôi lúc nào cũng có lá cờ đảng và lá cờ tổ quốc. Và hơn thế nữa, tất cả trong tim 90 triệu dân Việt Nam đều có lá cờ đỏ sao vàng trong con tim. Cho dù người ta có để ra ngoài trưng bày hay không trưng bày, nhưng trong tim họ là cờ đảng, là cờ tổ quốc. Và chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, có Quân đội Nhân dân Việt Nam, có Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới đánh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Các bạn đòi quyền bình đẳng, đòi đa đảng, đa nguyên. Nhưng các bạn không biết rằng đất nước Việt Nam dưới sự đô hộ 100 năm của thực dân Pháp. Ai là người lãnh đạo nhân dân để giành độc lập? Đảng phái nào đã thành lập ra đất nước? Các bạn biết rằng 100 năm đô hộ của thực dân Pháp, đất nước ta phải chịu bao nhiêu nầm than đau khổ, chúng bóc lột nhân dân ta đến tận xương tủy, đất không có cày cấy, gạo thóc không có mà ăn. Trên là bộ máy cai trị của thực dân Pháp, ở dưới làng xã là bộ máy cai trị của ác bá cường quyền. Tất cả đất cát về tay địa chủ và cường hào ác bá. Tất cả những tài nguyên khoáng sản của đất nước Việt Nam ta, chúng vơ vét, chúng bóc lột, chúng trở về mẫu quốc. Chúng xây dựng đến những khu đồn điền cao su, những cái khu hầm mỏ để chúng khai thác tài nguyên. Chúng coi nhân dân ta như một cọng rơm, cọng rác. Chúng thích giết lúc nào, chúng giết. Và chúng muốn làm gì, chúng làm. Các bạn thấy đấy, đất nước ta cũng rất rất nhiều người con yêu nước. Rất nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra. Cái khởi nghĩa Yên Thế trong thời kỳ chống Pháp. Và sự đánh của Phan Chu Trinh, của Phan Bội Châu cũng tìm đường để cứu nước. Nhưng với đường nối của các cụ nó chưa đúng, cho nên đất nước ta vẫn phải chịu trong cảnh lầm than đen tối. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người con ưu tú của đất nước, đã nhìn thấy cái cảnh lầm than khổ sở của dân tộc ta. Mặc dù lúc bây giờ gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cụ phó bảng hơn người dân chúng ta rất nhiều, bác đã ra đi tìm con đường cứu nước. Năm 1911, một mình bác ra đi tại bến cảng Nhà Rồng, đi khắp trời Âu để tìm con đường cứu nước. Khi bác về nước, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930. Cái hồi đó làm gì có thông tin như bây giờ. Mà bác đã huy động được tất cả người dân đứng lên bên Chủ tịch Hồ Chí Minh để đánh Pháp. Đến năm 1945, cuộc cách mạng tháng 8 thành công. Bác là người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng thực dân Pháp vẫn đang tâm cướp nước ta một lần nữa. Trong khi chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn non trẻ, năm 1946 chúng quay lại Việt Nam. Thế là nhân dân ta lại phải chịu cảnh lầm than một lần nữa. 9 năm kháng chiến lâu dài, Hồ Chủ tịch đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Ai có gươm dùng gươm, ai có giáo dùng giáo, ai không có gươm, có giáo thì dùng gậy gộc cuốc xẻng. Các bạn thấy đấy, thực dân Pháp lúc bấy giờ có xe tăng, có đại bác, có đội quân viễn chinh tinh nhuệ, mà nhân dân ta chỉ có những tấc sắt trong tay, một vũ khí thô sơ, chỉ có cây gậy tầm vông để chiến đấu lại với súng đồng đại bác. Với 9 năm trường kỳ kháng chiến, chúng ta thắng lợi bằng một chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Người ta thường nói lừng lẫy Điện Biên chấn động địa cầu. Bắt thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngồi vào bàn hội nghị Geneva. Trong lúc bây giờ, các nước đế quốc và các nước thực dân thế chúng đang mạnh, chúng ép chúng ta phân chia giữ vĩ tuyến 17, làm vĩ tuyến quân sự tạm thời để quân Pháp rút vào trong. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam lúc bây giờ, hiện nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, biết rõ âm mưu của kẻ thù là cố tình chia cắt hai miền Nam Bắc. Nhưng vào thời kỳ đó, chúng ta phải chấp nhận ký vào Hiệp định Geneva để phân chia vĩ tuyến 17 là vĩ tuyến quân sự tạm thời. Bọn ba que, chúng nó cứ nghĩ là lúc giờ cái Hiệp định Geneva là hiệp định chia đôi đất nước, nhưng không phải. Đấy chính là cái hiệp định quân sự tạm thời để quân Pháp rút quân, và đến năm 1956 để chúng ta tổng tuyển cử, thống nhất non sông. Cái âm mưu này, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã biết được cái âm mưu của bọn chúng, nhưng đành phải, đành để miền Nam đi trước về sau. Con đường cách mạng còn lâu còn dài. Đúng như vậy, khi thực dân Pháp rút vào miền Nam, chúng kêu gọi những cái thành phần theo chúng, đi theo chúng trở về miền Nam, nhất là đồng bào Công giáo. Chúng tuyên truyền rằng Chúa đã vào Nam, cho nên những con chiên theo Chúa để vào Nam. Chúng gây nên một cuộc di tản người dân miền Bắc vào Nam. Gia đình lý tán, anh em ruột thịt lý tán,